Quý vị và các bạn thân mến, loạt hồi ký, nhật ký, những câu chuyện của các cựu chiến binh thời chống Mỹ được đông đảo khán giả nồng nhiệt đón nhận. Tuy vậy, cũng còn có ý kiến băn khoăn vì cho rằng thời chống Mỹ thì rõ rồi, ta nên tập trung vào tìm hiểu thời đánh Tàu và Pol Pot. Đang rất băn khoăn tìm cách tiếp cận để khán giả hiểu rõ hơn chủ ý của Win Win Việt Nam, thì bắt gặp bài viết này của tác giả Lê Việt trên Facebook được các bạn trẻ đang chia sẻ rất rầm rộ. Thật cứ như bài viết được đặt riêng cho chủ đề này vậy. Win Win Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thân gửi bạn Khánh Linh và ban quản trị của Group Việt Nam World. Đầu tiên, mục đích của tôi viết bài này không phải để phản biện lại quan điểm, thông điệp mà bạn Khánh Linh muốn truyền tải qua bức ảnh. Tôi viết bài này chẳng qua là có mấy dòng tâm sự với anh em trong group mà thôi. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin kể với các bạn một câu chuyện về sức mạnh của truyền thông. Chuyện rằng thời Xuân Thu có ông Tăng Sâm là học trò của Đức Khổng Tử. Ông nổi tiếng là người hiền hậu, có hiếu. Thế nhưng có một lần, một kẻ cũng có tên là Tăng Sâm và hắn ta giết chết người. Có người hay tin hớt hải chạy đến báo với mẹ ông Tăng Sâm rằng: "Bà ơi, thằng Tăng Sâm giết người." Bà mẹ nói: "Con ta vốn là người lễ nghĩa nhân từ, chẳng khi nào lại đi giết người." Rồi bà điềm nhiên ngồi dịt cửi như chưa hề có chuyện xảy ra. Nhưng một đồn 10, 10 đồn trăm, một lúc lại có người đến nói: "Tăng Sâm giết người." Bà mẹ không nói gì, cứ ngồi quay thoi dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: "Tăng Sâm thật sự đã giết người." Đến lúc ấy, bà mẹ sợ cuống cuồng, quăng thoi trèo qua tường, chạy đi nghe ngóng tin của con. Đấy, các bạn thấy chưa? Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, nên bà mẹ tin con không thể là kẻ giết người. Vì thế hai lần trước có người bảo Tăng Sâm giết người, bà mẹ không tin. Nhưng đến lần thứ ba thì bà mẹ cuống cuồng chạy đi ngóng tin con. Thế mới thấy cái dư luận của thiên hạ là rất mạnh. Và truyền thông định hướng, hoạt động dựa vào nguyên lý này đấy ạ. Một việc dù cho sai lầm đến mười mươi nhưng cứ nói đi nói lại, tung luận điệu xuyên tạc mãi cũng khiến người ta bán tín bán nghi, rồi cũng tin là có thật. Chẳng vậy mà Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc xã khi xưa từng nói: "Khi sự dối trá đủ lớn và được lặp đi lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ trở thành sự thật." Trong thời buổi bùng nổ thông tin, vậy nên truyền thông có sức mạnh vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, truyền thông bẩn và truyền thông định hướng nó khiến con người ta lung lay quan điểm. Nếu không có tư duy logic và chính kiến rõ ràng, có câu rằng cu lờ không tính phí. Nhưng bạn ơi, những thông tin mà bạn được tiếp cận trên Google chưa chắc đã chuẩn đâu. Kể cả Wikipedia cũng là nguồn thông tin mở mà. Mà khi muốn truyền thông định hướng, thông tin đã bị bóp méo, một nửa sự thật, đánh cháo khái niệm, chính là thủ đoạn hay dùng để định hướng truyền thông. Và giờ chúng ta quay trở lại vấn đề nhé. Còn nhớ mấy chục năm trước, đế quốc Mỹ đã dội xuống Việt Nam của chúng ta bao nhiêu đạn bom và thương đau, bao nhiêu máu xương đã đổ. Ấy vậy mà giờ đây, thế hệ con cháu của những con người đã ngã xuống vì đất nước ấy lại đi ngợi ca cho kẻ xâm lược. Tất nhiên, lịch sử thuộc về quá khứ thì cần nên khép lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta không trân trọng và được phép lãng quên. Vậy nên, chúng ta buộc phải cảnh giác trước âm mưu thâm độc, diễn biến hòa bình, chính là chiêu trò truyền thông định hướng của đế quốc Mỹ. Đầu tiên, chính là thủ thuật đánh cháo khái niệm, từ cái gọi là xét lại lịch sử. Đây là một quá trình mưa dầm thấm lâu, kiểu như muốn nói xấu một người thì chúng ta mỗi ngày nói xấu một ít, gieo vào người nghe một sự hoài nghi.
Ban đầu, chúng nó nói rằng lịch sử cần xét dưới nhiều góc độ, và thế là bắt đầu xét lại lịch sử. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ta đang dần được đánh cháo khái niệm thành chiến tranh Việt Nam bởi cái gọi là truyền thông. Chúng cố tình đánh cháo khái niệm bằng cách gọi đó là cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tệ hại hơn, truyền thông Mỹ và phương Tây đang cố đánh cháo khái niệm đây là cuộc nội chiến của chính người Việt. Và khốn nạn nhất khi đánh cháo sang khái niệm miền Bắc xâm lược miền Nam. Được, lịch sử có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ. Vậy thì chúng ta có nên tin vào những chứng tích qua các video, bức ảnh hay nên tin vào những nhân chứng sống? Cũng như trước khi đánh giá một sản phẩm, liệu chỉ cần xem qua video quảng cáo từ nhà sản xuất hay là review từ khách hàng sẽ chuẩn xác hơn đây? Được, nếu là nội chiến, vậy chúng giải thích sao về hàng triệu tấn đạn bom quân Mỹ đã trút xuống Việt Nam? Chúng giải thích ra sao về hàng triệu lít chất độc màu da cam đã đốt cháy cả dãy Trường Sơn? Giải thích ra sao về tội ác của các tập đoàn lính đánh thuê Phi, Hàn? Và giải thích ra sao về gần 60.000 quân Mỹ chết ở Việt Nam? Và trả lời ra sao về xương máu của nhân dân Việt Nam đã đổ xuống? Mạng xã hội lên ngôi, truyền thông Mỹ và phương Tây vào cuộc và dần ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều bạn trẻ. Và đau đớn hơn, giới trẻ Việt Nam nhiều người tin vào những hình ảnh, luận điểm mạng xã hội đưa ra mà không bao giờ tự đi tìm hiểu những thông tin đa chiều, khách quan và quan trọng hơn hết chính là nhân chứng sống, là máu và nước mắt mà cha ông đã đổ. Nhưng đáng buồn, đáng lo lắng và đáng đau lòng, thế hệ những người cựu chiến binh ấy sắp qua rồi. Có một câu nghe hơi tục mà nó thật: để lâu cứt châu hóa bùn. Và bi kịch chính là chiến công, là xương máu của thế hệ ấy đã bị quên sạch, thậm chí phủi sạch, trôi vào dòng lịch sử bởi âm mưu thâm độc của kẻ thù lẫn thế hệ con cháu vô ơn. Giờ đây, người ta bắt đầu không gọi là lính ngụy mà gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa. Thêm nhiều bài viết ca ngợi người Mỹ, tư tưởng người Mỹ để làm nổi lên, đối lập lại với những bài viết xuyên tạc hình ảnh của anh bộ đội giải phóng. Giới trẻ bây giờ, nhiều người chỉ thấy bức ảnh một anh lính Mỹ mỉm cười với trẻ con Việt Nam. Họ không thấy những bức ảnh lính Mỹ bắn, tra tấn và hãm hiếp người Việt. Giới trẻ Việt, nhiều người họ nghĩ là cuộc nội chiến, nhưng họ không hiểu đây là cuộc chiến giải phóng đất nước chống lại hàng triệu lính Mỹ và lính đánh thuê với những tội ác chúng đã gieo rắc khắp mảnh đất hình chữ S này. Đấy, các bạn thấy chưa, là bức ảnh mà quý cô Nguyễn Khánh Linh đây post Capitan, kèm theo là lính Mỹ đang bóc lột sức lao động người Việt bằng cách trả lương cho họ. Ý của cô ta muốn mỉa mai và rằng cô ta muốn nói: đấy, bảo lính Mỹ ác là không đúng nhé. Họ tốt bụng thân thiện thế cơ mà. Năm ngoái, một câu chuyện ngôn tình bịa đặt, cưới nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm, về cuộc tình của một cố vấn quân sự Mỹ với cô thiếu nữ 16 tuổi Sài Gòn đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cánh chị em. Họ like, họ share, họ bình luận với kiểu suy nghĩ: giá như không có sự kiện chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 thì cuộc tình kia sẽ không bao giờ bị chia cắt. Khốn nạn, lũ ấu trĩ ấy có bao giờ nghĩ đến máu xương của hàng triệu thương binh liệt sĩ đã đổ xuống vì hòa bình dân tộc? Có biết nghĩ đến hàng trăm ngàn cuộc tình giang dở khi chàng trai lên đường cầm súng giải phóng quê hương vĩnh viễn không ngày trở về? Những giọt nước mắt mặn đắng và cay xè của những bà mẹ Việt Nam anh hùng khi nhận tờ báo tử của con trai. Những chàng trai ấy ra đi không hẹn ngày về, họ vĩnh viễn nằm xuống vì Tổ quốc, là thể xác vùi xuống đất mẹ, là hồn thiêng tan biến giữa núi sông.
cha ông các bạn đó, những người đã cầm súng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Sao các bạn không hỏi xem tụi Mỹ, Ngụy ngày xưa tàn ác như thế nào? Các bạn không đi hỏi xem mà lại thích tự du ngụ bằng những câu chuyện ngôn tình hay nhân văn về người lính Mỹ, và thậm chí nhiều kẻ ngu ngốc, lắm kẻ khốn nạn còn chép miệng: giá như không có chiến thắng 30 tháng 4. Tôi đã từng viết về chủ đề này, có bạn nói: anh cứ quan trọng hóa vấn đề, ai mà chẳng biết là nó đang cố xạo, là lơn câu view thôi. Không, không phải ai cũng biết thông tin sai sự thật đâu. Bằng chứng là có hàng ngàn bạn trẻ thiếu kiến thức đang dần bị đầu độc, và sự bất mãn ấy đang lây nhanh như một con virus. Liên bang Xô Viết đã từng suy sụp vì âm mưu diễn biến hòa bình. Xét lại lịch sử của đám người bị đầu độc bởi đám trí thức dởm đời đang ngày ngày xét lại lịch sử. Cả đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử, cào chiến công, xé cả xác anh hùng. Ôi nỗi đau này là nỗi đau chung. Lương tâm hỡi, lẽ nào ta tự sát? Nói các bạn nghe, đám tay sai bán nước như Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, lũ xét lại lịch sử bắt đầu tôn mấy kẻ này làm anh hùng rồi đấy. Ngược lại, chúng nó bắt đầu đang đặt ra các thuyết âm mưu để tìm cách bôi đen các sĩ phu yêu nước như Tôn Thất Thuyết, rồi bắt đầu lập lờ mang công trạng của Nguyễn Ánh để tẩy đi tội danh cõng rắn cắn gà nhà, hay bắt đầu bới những sai lầm của Quang Trung để hắt chậu nước bẩn vào anh hùng dân tộc. Nhờ công lớn của mấy sử gia như thế này đã bồi dưỡng kiến thức cho không ít các bạn trẻ Việt bắt đầu thờ ơ với lịch sử dân tộc, thậm chí quay lưng với đất nước để chạy theo văn hóa ngoại lai và thị hiếu thấp hèn, thậm chí là phản bội lại tổ quốc. Một đám trẻ ngu dốt khi bị đầu độc bởi thông tin của đám sử gia ngu dốt, một đám trẻ vô ơn khi dẫm đạp lên các giá trị nhân văn mà đất nước này đã mất bao công xây dựng. Đám người vô ơn ấy đã bắt đầu đưa ra thuyết âm mưu, hoài nghi và đang cố phủ nhận hết thành quả cách mạng được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ cha ông đi trước. Chúng đòi công nhận, tôn vinh một số tên Việt gian phản quốc, lấy cớ là gắn kết vết thương chiến tranh, không cần gợi lại quá khứ. Nguy hiểm hơn, có một đám trẻ con cực đoan, ấu trĩ và ngu dốt còn xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nội chiến, là hy sinh hàng triệu nhân mạng vô ích, cho rằng chúng ta đánh Pháp và Mỹ là đánh đuổi hai nền văn minh nhân loại. Lời kết: đừng mượn cớ để lịch sử được tiếp cận nhiều chiều mà đưa ra các giả thuyết bất lương. Làm như vậy là phỉ báng tiền nhân, là đạp lên các giá trị văn hóa dân tộc. Đừng có vì mấy ngàn view ham chút tương tác mà cố dựng lên một hình tượng ngược nắng ngược gió để ngược dòng. Các bạn ạ, không phải ai cũng đủ hiểu biết và trí tuệ để nhìn ra được bản chất vấn đề đâu. Làm vậy là đang thả virus độc hại và dễ lây lan một mầm bệnh nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém. Công là công, tội là tội, đúng là đúng, sai là sai. Lịch sử có thể được tiếp cận theo những góc nhìn khác, nhưng nó phải được thực hiện nghiêm túc và khoa học, cặn kẽ và minh bạch, từ những người có kiến thức trên những nguồn sử liệu rõ ràng, chứ không phải là từ một đám tự xưng là sử gia đọc được ba cuốn sách mèo cào không rõ nguồn gốc rồi bắt đầu đòi xét lại lịch sử. Lời cuối: tôi mất một tiếng đồng hồ để viết bài này, nên rất hy vọng bài viết của mình sẽ được duyệt và ban quản trị Pết chịu lắng nghe tôi. Làm ơn, đã là Pết sử thì hãy trân trọng với hai từ lịch sử. Cứ cho rằng lịch sử là do người chiến thắng viết. Vậy thì nếu là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta phải đời đời trân trọng công ơn của thế hệ cha anh đi trước, phải nhớ khắc cốt ghi tâm điều này.
ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày cách mạng tháng 8 thành công, dấu mốc chói lọi khi chúng ta đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân đế quốc, là tiền đề khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và dân chủ. Và rồi, chúng ta còn tiếp tục cuộc trường chinh 30 năm gian khổ, thương đau để đánh tan thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, trả về Giang Sơn một giải. Bao nhiêu máu xương đã đổ, thật nhiều nước mắt đã rơi, nghẹn ngào tiếng nức nở. Nhưng rồi lại dậy đất tiếng hùng ca. Dân tộc này chưa bao giờ chịu khuất phục. Triệu người đã ngã xuống và triệu người khác lại vùng lên. Tất cả là để dân tộc Việt Nam có quyền tự quyết, tự nắm giữ lấy vận mạng của dân tộc mình. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những bức ảnh hoặc video để minh họa cho bài viết này. Nhưng vì lý do bản quyền, vì những quy định cộng đồng của YouTube để bảo đảm an toàn cho Nguyên Nguyên Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị và các bạn cùng bay để ngắm nhìn quê hương. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.